trong mắt mọi người. Bữa tiệc tối nay gần như đã xóa sạch tên của Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm. Lúc này, còn có 5 phút nữa yến tiệc mới bắt đầu, ghế chính và ghế phụ đều đã chật kín người. Mấy ngày trước vừa mới tuyên bố đính hôn rồi lại hủy bỏ, tạo ra một màn kịch như vậy, bây giờ lại tổ chức lễ nhận người thân nữa sao? Nếu tôi là Phùng Thiến Hoa, chắc sẽ xấu hổ chết mất. Nghe nói mẹ ruột của Lâm Trạch đã được tìm thấy rồi. Nghe nói mẹ ruột của cô ta cũng chỉ là người bình thường, còn mang theo một đứa con gái không ra gì. Nghe mọi người bàn tán bên này, Phùng Tiêm Tiêm hài lòng nhếch môi cười. Tôi đã dùng hệ thống và dược phẩm để kiểm soát bà Lâm, đợi đến khi mẹ con nhà họ Diệp tới thì chính là lúc hạ nhục họ một cách tàn nhẫn nhất. Lúc này có người thông báo Diệp Thư tiểu thư, Diệp trước tiểu thư đã đến rồi. Mọi người ánh mắt ngạc nhiên đều nhìn về phía cửa, hai bóng người đang chậm rãi bước về phía sân khấu khiến bầu không khí trong bữa tiệc ồn ào. Diệp Thư có khí chất dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp không hề có chút thô tục như mọi người tưởng tượng, thay vào đó là sự cao quý và sang trọng, không hề thua kém những tiểu thư giàu có hiện nay. Đó chính là Diệp trước sao? Cô con gái mà họ chưa kịp nhận về sao, xinh đẹp quá. Phùng Tiêm Tiêm cũng xinh, nhưng số với Diệp trước thì lập tức bị lu mờ ngay. Nghe vậy, Phùng Tiêm Tiêm cảm thấy trên mặt có chút bối rối đi tới bên cạnh Diệp trước. Em gái Diệp trước, lúc vào chung ký túc xá chúng ta đã cảm thấy có duyên, không ngờ lại là duyên phận như thế này. Chị thật vui vì em trở về đấy. Sắc mặt Diệp trước rất bình tĩnh, đôi lông mày thanh tú được ánh đèn pha lê nhẹ chiếu rọi. Mẹ tôi chỉ có tôi và anh trai, cô luôn tự xưng là chị gái của tôi, người không biết còn tưởng ba tôi có con riêng bên ngoài nữa kìa. Trong lúc nhất thời, trong bữa tiệc đã có rất nhiều thảo luận, đúng vậy, Diệp trước mới là tiểu thư chính thức, Phùng Tiêm Tiêm cứ gọi một tiếng chị, làm cái gì vậy? Có lẽ cô ta ước gì mình là thiên kim của nhà họ Lâm ấy chứ? Nếu không có Diệp trước, bây giờ Phùng Tiêm Tiêm đã trở thành thiên kim của nhà họ Lâm rồi. Nghe vậy sắc mặt Phùng Tiêm Tiêm tái xanh, bà Lâm vẻ mặt cũng lo lắng tức giận bước lên giải thích, Tiêm Tiêm giống như cháu gái ruột của ta, tại sao không thế làm chị của con được? Trong khi Phùng Tiêm Tiêm đang vui mừng vì có bà nội Lâm chống lưng, thì Diệp trước bình tĩnh đáp lại, ai có thể làm chị của con là do mẹ con quyết định. Trong lòng bà Lâm tức giận thầm mắng thật chẳng có chút giáo dưỡng não. Lúc này Diệp trước có điện thoại, cô nhận máy đầu bên kia thông báo rằng Diệp tiểu thư, kết quả xét nghiệm đã có rồi, trong cặn thuốc mà cô đưa tới có chứa chất gây nghiện nguy hiểm, có thể gây hại cho cơ thể. Cảm ơn bác sĩ Cố, cậu của tôi sẽ đến bệnh viện ngay, phiền giao kết quả xét nghiệm cho ông ấy. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một trận náo động khác khiến tất cả khách mời trong phòng tiệc đều nhìn về phía đó. Sầm lão phu nhân, Sầm phu nhân và Sầm ngũ gia đã đến. Phùng Tiêm Tiêm hai má hơi ửng hồng, nhịp tim đập nhanh vui mừng nhìn về phía cửa, người đàn ông định mệnh của tôi, anh ta đang tiến về phía tôi. Bà Lâm bước ra nắm tay Sầm lão phu nhân, Bạch Đường, cậu đến rồi. Bà Sầm cũng vui mừng chào lại, này chị em, Thiến Hoa và Tiêm Tiêm chắc cậu cũng đã biết, sau này họ sẽ là con gái và cháu gái của nhà họ Lâm. Nghe vậy Phùng Tiêm Tiêm ngoan ngoãn chào bà Sầm, chào bà. Phùng Thiến Hoa thì bèn nịnh nọt bà Sầm, sắc mặt của bà thật tốt, da rẻ còn đẹp hơn cả lớp trẻ. Sầm lão phu nhân liền khinh thường, hôm nay nhận người thân không phải con dâu và con gái của Cầm Thành sao? Có liên quan gì đến họ? Sắc mặt bà Lâm liền không vui, cậu quan tâm họ làm gì? Điều này khiến Sầm lão phu nhân ngạc nhiên, bà Lâm lại nhanh chóng giới thiệu tiếp, Thiếu Khanh đến rồi, đây là cháu gái của tôi, Tiêm Tiêm. Ngài Sầm, Phùng Tiêm Tiêm đang muốn nói chuyện thì cánh cửa phòng mở ra, Lâm Cẩm Thành xuất hiện trên sân khấu bảo đợi đã, bà Sầm, Tưởng Tường, Thiếu Khanh, xin lỗi, tôi kiểm tra sức khỏe nên đến hơi trễ. Không sao, tất nhiên sức khỏe là quan trọng nhất, đúng vậy, đúng vậy. Lâm Cẩm Thành sau đó giới thiệu đây là vợ tôi, Diệp Thư, con gái tôi, Diệp Trước. A Thư, Trước Trước, đây là bà Sầm và dì Chu Tường. Diệp Thư cũng lịch sự chào lại, dì Sầm, phu nhân Sầm, chào dì. Diệp Trước cũng tinh nghịch nháy mắt với bọn họ, chào bà Sầm, dì Tường. A Thư à, con nuôi đứa trẻ này tốt lắm, thật vất vả cho con, bà chuẩn bị một chút quà nhỏ cho con đây. Nói rồi một loạt hộp quà được bày lên bàn tiệc, Diệp Thư cũng lên tiếng cảm ơn bà Sầm. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về phía họ, tôi không nhìn nhầm chứ. Đó là trang sức mới nhất của TGH, 50 triệu một chiếc. Là áo khoác điều hòa phiên bản giới hạn toàn cầu, có tiền cũng không mua được. Đúng là nhà họ Sầm, giàu có phú quý. Ngay cả Phùng Thiến Hoa cũng sửng sốt, tại sao bà già nhà họ Sầm lại đối tốt với Diệp Thư như vậy? Họ chỉ là hai kẻ nghèo hèn dán mặt vào nhà họ Lâm, bà già đó có bị mù không? Phùng Thiến Hoa rất không cam lòng. Bỗng có tiếng gọi tiểu thư Diệp trước, Sầm Thiếu Khanh cúi đầu nhìn cô, chúc mừng cô tìm lại được cha ruột của mình. Diệp trước giả vờ như không hề quen biết Sầm Thiếu Khanh, cười nói cảm ơn. Âu, cảnh tượng này, nam thanh nữ tú, thật là mãn nhãn. Ngài Sầm chưa từng bày tỏ thiện cảm với cô gái nào như thế này, thật là xứng đôi. Lâm Trạch đứng một bên thấy khách khứa bàn tán như vậy thì không vui, người đàn ông này có ý đồ với em gái tôi phải để ý. Em gái à, em vẫn quá ngây thơ, phải cẩn thận có vài người đàn ông có mưu đồ bất chính. Thằng nhóc thối tha, còn bị người ta khinh rồi. Lúc này Diệp Sâm thở hổn hển chạy vào đưa tệp hồ sơ cho Diệp trước, trước trước, cậu đến rồi, báo cáo. Cô gật đầu bảo cậu vất vả rồi. A Thư, mẹ anh tính chiếm hữu rất mạnh, ánh mắt sắc bén nhưng bà rất coi trọng huyết mạch. Không biết tại sao gần đây bà rất kỳ lạ,
như thể muốn nhanh chóng đuổi Trước Trước ra khỏi nhà vậy. Diệp Trước nghe thấy ba mình nói thế thì nghi ngờ, nghe như giống vụ Lê Thiên Đông bị hệ thống thôi miên vậy. Bà Lâm lên sân khấu tiệc nhận thân phát biểu: chào các bạn, cảm ơn mọi người đã đến đây, chứng kiến đứa con thất lạc nhiều năm của Cẩm Thành quay trở lại nhà họ Lâm. Chúc mừng Lâm lão phu nhân và gia đình được đoàn tụ. Chúc mừng, tìm lại được cháu gái Diệp này, sau này phúc khí dồi dào. Ngoài ra, hôm nay còn có một tin vui lớn nữa, tôi muốn nhận Phùng Thiến Hoa làm con gái nuôi. Sắc mặt Sầm lão phu nhân liền không vui, lại là chuyện gì đây? Lâm Cẩm Thành cũng bất bình nhìn mẹ, đây là có chuyện gì? Mẹ và Thiến Hoa từ trước đến giờ luôn như tình mẹ con ruột. Đợi đến khi buổi lễ nhận người thân hôm nay kết thúc, mẹ sẽ đến cục dân chính để xác nhận quan hệ mẹ với con bé. Phùng Thiến Hoa vui mừng nhìn bà: mẹ, khi mẹ tiếp đãi khách, con đã nấu cho mẹ một nồi canh dưỡng sinh rồi. Bà Lâm hài lòng gật đầu khen lấy khen để: Thiến Hoa vừa giỏi giang vừa biết quan tâm mẹ, sau này mẹ có thể yên tâm giao Lâm gia vào tay con rồi. Phùng Tiêm Tiêm đắc ý nhắm mắt cảm thán và toan tính: Diệp Trước trở thành thiên kim nhà họ Lâm thì đã sao, mấy ngày nữa mình sẽ thuyết phục bà già này gả Diệp Trước cho một gã đàn ông có tiền nhưng khốn nạn, để nửa đời còn lại của cô ta phải phục vụ gã đó. À, Diệp Thư muội muội, sau này chị chính là chị của em, chị sẽ đối xử với con gái em như con ruột của mình. Diệp Thư không thèm để ý tới cô ta, cô Phùng vẫn giống như 19 năm trước, lúc nào cũng giỏi giả vờ không coi mình là người ngoài. Điều này đụng chạm tới chuyện năm đó, khiến Phùng Thiến Hoa tức giận không làm gì được. Thiến Hoa biết nấu canh dưỡng sinh cho ta, còn cô thì sao, Diệp Thư? Ngay cả một ly trà nóng cũng không chịu tự tay rót cho ta sao? Diệp Trước lấy tờ giấy xét nghiệm ra và nói: bà nội, canh này có độc, cháu khuyên bà đừng uống nữa, nếu không sẽ không biết chết lúc nào đâu. Thấy bà Lâm nghi ngờ, cô bèn giải thích: hôm đó tình cờ cháu thấy người hầu đang sắc thuốc trong nhà nhưng mùi thuốc rất lạ, nên cháu đã mang phần bã thuốc đi kiểm tra. Bà Lâm nhận lấy báo cáo đọc xong thì ngẩng đầu nhìn đứa con gái nuôi mới nhận, trong bã thuốc canh dưỡng sinh phát hiện ra có thành phần độc tính gây nghiện. Thiến Hoa, đây là chuyện gì vậy? Phùng Thiến Hoa thấy sự việc bại lộ thì lạnh sống lưng, làm sao Diệp Trước lại phát hiện ra thuốc độc trong canh dưỡng sinh? Bây giờ phải làm sao đây? Con gái bà ta lý trí hơn nhanh chóng giải thích thay cho mẹ mình: Diệp Trước, chị biết em không thích chị, nhưng em không cần phải hãm hại mẹ chị như vậy, hạ độc bà nội thì có lợi gì cho mẹ chị chứ? Phùng Thiến Hoa vội vàng gật đầu: đúng đúng. Diệp Trước, cô tại sao lại muốn gài bẫy hại ta? Diệp Thư tin tưởng con gái mình, Trước Trước sẽ không làm những chuyện như vậy. Diệp Trước, bà Lâm đang muốn trách móc thì Diệp Trước lại nói tiếp: bà nội, cháu biết bà luôn bảo vệ người ngoài, nhưng bây giờ kết quả xét nghiệm đã rõ ràng trước mắt bà rồi, bà vẫn nghĩ họ vô tội sao? Bà Lâm ôm lấy đầu của mình: lạ thật, lúc nãy sao ta lại mơ hồ như vậy, ta đã làm gì vậy? Hệ thống của Phùng Tiêm Tiêm báo đỏ, cảnh báo năng lượng thôi miên đang giảm nhanh chóng. À, ta tức giận, rõ ràng vừa rồi vẫn rất tốt, tại sao Diệp Trước, con tiện nhân này lại luôn đối đầu với ta chứ? Bà Lâm thoát khỏi thôi miên bèn sực tỉnh gọi Thiến Hoa, bà đứng bật dậy tát cho đứa con gái nuôi mới nhận một bạt tai: bốp, cút đi cho ta tin tưởng cô như vậy, thế mà cô lại muốn ta chết, cô đúng là ác quỷ. Thấy mẹ bị đánh, Phùng Tiêm Tiêm hốt hoảng, cô ta ra lệnh cho hệ thống dùng toàn bộ năng lượng để củng cố thôi miên. Sau khi hệ thống cố gắng thôi miên thì báo lỗi, tất cả chức năng tắt, bắt đầu thực hiện quy trình tự kiểm tra. Kết quả chẩn đoán Diệp Trước là trở ngại lớn nhất cho việc thực hiện tất cả nhiệm vụ, chỉ cần Diệp Trước tồn tại, hệ thống sẽ không thể thành công. Bên này Phùng Tiêm Tiêm cố gắng kết nối với hệ thống thành công, hệ thống liên tục báo lỗi vì năng lượng không đủ. Diệp Trước cũng để ý thấy đúng là ngươi rồi, hệ thống cuộc sống hoàn hảo. Hệ thống có thể giúp một người nhanh chóng nắm bắt mọi kiến thức, nhưng luôn bị ngươi cản trở, trong thế giới này khi công nghệ vẫn chưa phát triển, hệ thống liên tục thất bại. Phùng Tiêm Tiêm ánh mắt căm thù liếc về phía Diệp Trước. Từ sau khi gặp cô ta, cuộc sống của ta không còn một việc nào suôn sẻ nữa, cô ta chính là phản diện lớn nhất trong câu chuyện này, là chướng ngại lớn nhất trên con đường thành công của ta. Phùng Tiêm Tiêm đi tới bên bàn trái cây cầm con dao lên: hệ thống, nếu hôm nay ta giết cô ta, ngươi có thể tẩy não ký ức của mọi người để đánh lừa qua không? Hệ thống cũng tái mặt lúng túng đáp: hơi khó. Phùng Tiêm Tiêm lấy hết tốc độ lao về phía Diệp Trước và hét lên: đồ vô dụng, ta mới là nhân vật chính. Diệp Trước còn chưa kịp phản ứng đã bị một cái ôm ấp áp kéo qua, Sầm Thiếu Khanh vẻ mặt lo lắng nhắc cô cẩn thận. Lúc này Tống Thời Ngộ bẻ quạc tay Phùng Tiêm Tiêm và đạp cho ả ta một cước. Diệp Trước cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh ta khẽ mỉm cười đáp lại cô. Mọi người cầm điện thoại quay lại cảnh này. Phùng Thiến Hoa nhìn con gái nằm dưới đất lẩm bẩm: tại sao ai cũng đối xử với ta như vậy, rõ ràng ta mới là nhân vật chính. Tống Thời Ngộ nhắc nhở mọi người mau báo cảnh sát đi, Diệp Trước cảm ơn anh ta. Một lát sau, hai mẹ con họ Phùng bị cảnh sát hốt lên xe đưa về đồn. Bà Lâm tiến tới xin lỗi Diệp Thư: Cẩm Thành, ta sai rồi, ta cũng không biết trước đây ta đã làm gì nữa. Phùng Thiến Hoa đối xử với ta rất tốt, coi ta như mẹ ruột mà chăm sóc che mờ mắt ta, các người có thể tha thứ cho ta không? Diệp Trước nhìn bà rồi hỏi một câu: bà nội, nếu không có chứng cứ rõ ràng, hôm nay bà có nói đỡ cho chúng ta một lời không? Ta, là do ta tự chuốc lấy, tất cả đều là báo ứng của ta. Lúc này xung quanh tỏa ra hào quang ánh sáng, cảm nhận được cổng hệ thống cuộc sống hoàn hảo đang lộ diện, Diệp Trước nghi ngờ lẽ nào trên người Phùng Tiêm Tiêm cũng có sao?